điệu nhảy và bài hát Body Shaming của Việt Nam đã khuấy đảo mạng xã hội Douyin Trung Quốc, khiến cho netizen Trung Quốc phát sốt. Các bạn thân mến, gần đây cứ lướt mạng xã hội TikTok, chúng ta sẽ bắt gặp những vũ đạo trên nền nhạc. Ai cũng muốn mình xinh, ai cũng muốn mình lên sóng thật lung linh. S cũng muốn mình hát hay nhưng giọng S quá tệ, mà nhạc thì bản quyền, nên các bạn thông cảm cho S không thể đưa nhạc gốc vào video này nhé. S sẽ để link MV ca khúc Body Shaming ở phần mô tả. Các bạn có thể xem nếu chưa nghe qua bài hát này. Chỉ sau vài ngày ra mắt, Body Shaming của Choco đã nhanh chóng khuấy đảo cộng đồng mạng trên tất cả các nền tảng mạng xã hội. Nàng TikToker Choco Trúc Phương chính thức ra mắt sản phẩm âm nhạc mang tên Body Shaming. Nhờ nội dung và tinh thần tích cực mà cô nàng đã truyền đạt thành công đến khán giả. Mượn câu chuyện về những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội, Choco Trúc Phương mong muốn truyền tải câu chuyện đến khán giả rằng thay vì để ý đến những điều tiêu cực, hãy biết yêu bản thân mình hơn và không ngừng hoàn thiện chính mình. Bài hát đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của đông đảo mọi người. Cụ thể trên nền tảng TikTok, bài hát này đã có gần 1 triệu lượt người dùng mẫu cáp cắt chỉ sau vài ngày ra mắt. Trong đó cũng có rất nhiều bạn bè quốc tế cover lại điệu nhảy dễ thương này. Còn trên mạng xã hội Douyin, các khúc này cực hot trong một tuần gần đây. Hàng triệu người dùng Douyin đã cover lại vũ điệu bắt mắt này trên nền nhạc Body Shaming. Nó nhanh chóng tạo ra một trào lưu, khiến cho hàng loạt hot girl và hot boy mạng Trung Quốc bắt chen, làm bài hát này ngày càng lan rộng. Vậy khi biết được đây là một bài hát của Việt Nam thì dân mạng Trung Quốc đã bình luận những gì? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Gần đây, các bài hát và vũ đạo của Việt Nam đã trở nên phổ biến. Tôi thường xem video về Việt Nam trên TikTok và họ có rất nhiều BGM rất hay ở đó. Kết quả là đến bên Douyin này của chúng ta vẫn rất hot. Tôi vừa mới lướt bên TikTok xong, qua đến bên Douyin này vẫn là bài hát Việt Nam này. Nổi tiếng bên TikTok rồi, lại muốn hot bên Douyin nữa sao? Phong cách Việt Nam đã dần thay thế phong cách K-pop và K-pop ngày càng khó nghe hơn. Có thể sử dụng YouTube ở Việt Nam à? Việt Nam nổi tiếng là một trong 5 thành viên thường trực của YouTube, YouTube File. S tò mò YouTube File là gì nên đã tìm hiểu trên mạng xã hội Trung Quốc và đọc được giải thích như thế này. 5 thành viên thường trực của YouTube đề cập đến cuộc tranh cãi giữa cư dân mạng Ấn Độ, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Lan và Việt Nam trên YouTube. YouTube File dùng để chỉ cư dân mạng của 5 quốc gia trên trang web video nước ngoài YouTube. Cư dân mạng từ 5 quốc gia này thường xuyên cãi nhau trên YouTube. Cư dân mạng của 5 quốc gia này đều cảm thấy mình đang đóng vai công lý. Họ giống như cảnh sát và người thực thi pháp luật trên YouTube, tấn công khắp nơi nên được gọi là YouTube File. Nghe lần đầu tiên, đây là cái quái gì đây? Nghe lần thứ hai, có một chút phê phê rồi đấy. Nghe lần thứ ba, ôi ôi, dính luôn rồi. Bạn có thừa nhận rằng phương ngữ Quảng Đông có mối liên hệ với Việt Nam không? Lưỡng Quảng và Việt Nam là một gia đình, đương nhiên có quan hệ. Có rất nhiều bài hát tiếng Thái và tiếng Việt với giai điệu đẹp và ý tưởng mới. Âm nhạc của Việt Nam rất bắt tai và dễ thương. Ngày hôm nay tôi đã lướt thấy bài hát này 5 lần rồi. Bài hát này về body shaming, nó khuyến khích các cô gái tự tin về ngoại hình. Đoạn cắt này có nghĩa là mọi người đều muốn trở nên dễ thương, mọi người đều muốn trở nên xinh đẹp trên mạng xã hội. Tôi thấy bài hát này trên TikTok và rất nhiều bài hát và điệu nhảy Việt Nam rất phổ biến. Thật bất ngờ, nó đã trở nên phổ biến trên Douyin. Ý nghĩa của bài hát này cũng khá tích cực, giai điệu bắt tai và vũ đạo cũng rất đẹp mắt. Âm nhạc Việt Nam ngày càng trở thành trào lưu. Tôi đã học tiếng Việt từ khi nghe ca khúc Dạ Vũ, nhưng đến bây giờ tôi vẫn chưa thể nghe hiểu người Việt Nam hát những gì, tiếng Việt quá khó học. Tôi không ngờ đó là một ca khúc Việt Nam, có lẽ Việt Nam sắp trỗi dậy. Khi chúng ta đóng băng trong vài năm qua, đã có rất nhiều bài hát Việt Nam hay. Âm nhạc Việt Nam đã trỗi dậy rồi, có rất nhiều bài hát tiếng Việt trên Internet rất phổ biến. Thái Lan và Việt Nam có đẳng cấp tiệm cận với K-pop, nhưng vẫn có hương vị riêng trong đó. Còn idol của chúng ta là phong cách K-pop thuần túy. Những năm gần đây, âm nhạc Việt Nam rất phổ biến trên mạng Trung Quốc. Một số điệu nhảy của Việt Nam cũng trở thành trào lưu và rất hot. Quả thực, họ đã có sự tiến bộ vượt bậc trong nền âm nhạc, trong khi giải trí trong nước đã lâu rồi chưa thấy một ca khúc mới. Tất cả đều là cover lại nhạc Việt hoặc làm lại các bài hát cũ. Điệu nhảy này thật sự rất hot. Cả ngày hôm nay tôi lướt Douyin đều gặp người nhảy cover bài hát này. Nhạc Việt Nam có vẻ rất hot. Bài hát này nghe cũng rất hay, nghe vài lần cảm thấy cũng muốn nhảy theo, tự nhiên cảm thấy tiếng Việt cũng dễ thương. Tôi là một người Bắc Kinh và đã học tiếng Việt được vài ngày, tôi thực sự vẫn không thể nghe hiểu người Việt Nam nói hay hát những gì. Nhưng âm nhạc Việt Nam có nhiều bài hát hay, muốn hát theo mà không biết tiếng Việt. Tôi có nên duy trì học tiếng Việt nữa hay không đây? Lại thêm một bài hát tẩy não khác đến từ Việt Nam. Lần này còn thêm cả vũ đạo đẹp mắt nữa. Nhạc Việt Nam thật sự đã thịnh hành trên Douyin. Những bản tình ca của Trung Quốc rất hay, nhưng những bài hát có giai điệu nhanh và bắt tai, dễ trở thành trào lưu thì quả thật không bằng nhạc Việt Nam. Nhạc điện tử của Việt Nam phát triển rất nhanh. Trước kia là làn sóng K-pop, bây giờ là làn sóng V-pop. Nếu Việt Nam phát triển về kinh tế thì chắc chắn âm nhạc cũng sẽ đi lên. Và hiện nay tôi thấy nó đã đi trước âm nhạc Trung Quốc. Tôi cảm thấy tiếng Việt khó nghe, nhưng khi hát lên thì lại cảm thấy nghe hay. Những bài hát gần đây trong danh sách âm nhạc của tôi đều là nhạc Việt Nam. Tôi quen người bạn Việt Nam và cô ấy gửi cho tôi nghe bài hát này. Lúc đầu nghe thấy bình thường, nhưng nghe vài lần thì cũng dễ thương. Sau đó tôi đã lên YouTube xem MV gốc và cảm thấy thích nó. Người bạn Việt Nam của tôi đã nói cho tôi biết về ý nghĩa của bài hát này. Đó không phải là một bài hát có ca từ sáo rỗng, nó giúp các cô gái tự tin vào bản thân. Những bài hát như này rất dễ trở thành trào lưu trên Douyin và nó phù hợp với thị hiếu của người châu Á. Việt Nam đang làm tốt về âm nhạc. Người Quảng Tây có thực sự nói được tiếng Việt không? Có ai đến để làm rõ một chút không? Người Quảng Tây không biết nói tiếng Việt. Một vài người ở biên giới sẽ biết nói. Nhưng ở Quảng Tây, người Choang cơ bản có thể giao tiếp với người Thái. Tổ tiên của họ đều là người Choang cổ. Dù sao tiếng dân tộc Choang là tiếng mẹ đẻ của người Thái. Tóm lại, nếu nói ở Quảng Tây có thể nói được tiếng Việt thì nói đúng hơn là người Quảng Tây có thể nói được tiếng gần với tiếng Thái. Tôi không nghĩ tiếng Việt rất khó nghe và tôi cảm thấy nó nghe như tiếng Thái. Tôi là người Trung Quốc đang học tiếng Việt. Tôi không nói dối bạn, tiếng Việt không dễ nghe. Xung quanh tôi không có ai muốn học tiếng Việt. Tôi chỉ nghĩ học tiếng Việt đơn giản. Những người bạn xung quanh tôi đều thấy tiếng Việt thật khó nghe. 80% tiếng Việt có từ Hán Việt. Bạn học tiếng Việt lúc phát âm có thấy lạ không? Thấy lạ cái gì? Hầu hết các từ Hán Việt ở Việt Nam đều có cách phát âm gần giống với tiếng Quảng Đông và vẫn có một số chút khác biệt so với tiếng phổ thông. Nhờ, gờ, đờ, ba âm này rất khó nghe. Còn có âm ương, rồi chữ gì mà thêm t vào đằng sau. Chữ cờ cũng rất khó nghe, nhất là hai thanh, thanh ngã và thanh nặng. Hai thanh này siêu khó nghe, không có nhịp điệu gì cả, cũng không có sự liên kết chặt chẽ với tiếng Trung. Tôi cho các bạn một ví dụ về cách phát âm, âm đờ trong tiếng Việt có hai cách phát âm, trong khi cách phát âm chữ đờ trong bình âm tiếng Trung chỉ có thể phát âm là tờ, không có sự phân biệt giữa cách phát âm miền Bắc và miền Nam của tất cả các phụ âm đầu. Tiếng miền Nam của Việt Nam thực sự là khó nghe nhất. Có lẽ tôi đã nghe quen tiếng Hà Nội ở miền Bắc. Tôi thường nghe tiếng Việt trong ký túc xá và tất cả bạn tôi đều cảm thấy nó giống như tiếng Thái và tiếng Miến Điện. Họ nghĩ tiếng Việt nghe thật không hay. Họ hỏi tôi tại sao lại học ngôn ngữ này. Bây giờ tôi học nó ít hơn rồi. Vậy bạn cũng có thể hỏi người nước ngoài, họ nghe một nhóm người Trung Quốc nói chuyện với nhau thì như thế nào? Người Việt Nam rất ồn ào và hầu hết những người trong trường ngôn ngữ của tôi là người Việt Nam. Ai chưa từng tiếp xúc với người Việt Nam thì chưa biết. Trường ngoại ngữ đều là người Việt, cả giảng đường sẽ nổ tung sau giờ học. Ồn ào là do người, không phải là do ngôn ngữ. Giống như bạn bây giờ, mặc dù bạn không nói chuyện, nhưng tôi cảm thấy rất ồn ào khi bạn cào phím. Đang bàn về âm nhạc mà tự nhiên nhảy sang bàn luận về ngôn ngữ. Nhưng mà phần kiểm duyệt của Douyin cũng nhanh quá các bạn ạ. Ad vừa mới quay đi quay lại vài cái thôi mà một số bình luận tranh cãi về tiếng Việt, tiếng Trung rồi nhạc Việt, nhạc Trung đã bị xóa mất rồi. Dù sao thì bài hát và điệu nhảy Body Shaming này cũng là một cách để chúng ta khiến bạn bè quốc tế biết đến Việt Nam thông qua âm nhạc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu thấy hay đừng quên bấm like và đăng ký kênh cho Ad nha. Và hẹn gặp lại các bạn ở những nội dung tiếp theo.